cái sự kết hợp giữa chi hội Thế Đức Hà Nội RIC và công ty phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Hà Nội SCS. Và tôi cũng xin muốn giới thiệu một chút về cái hoạt động của chi hội Thế Đức Hà Nội, tại vì là tôi có hai vai trò, tôi cũng là chủ tịch của chi hội Thế Đức Hà Nội. Thì chi hội Người Điếc Hà Nội là một cái nơi mà hỗ trợ cho người điếc làm sao tự tin để hòa nhập trong cuộc sống. Đối với các bạn người điếc ở đây thì các bạn gặp rất nhiều rào cản trong việc tiếp cận thông tin đúng không ạ? Và tôi xin hỏi các bạn biết ở đây thì có những bạn nào cảm thấy là mình gặp rất nhiều rào cản trong cuộc sống của mình, những cái khó khăn trong cuộc sống của mình? Có, tôi cũng là người gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Các bạn đừng ngại, chúng ta đến buổi chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy mạnh dạn lên. Tôi hy vọng là thông qua dự án ngày hôm nay thì tất cả các bên tham dự thì có thể hỗ trợ cho các bạn có thể có những cái cơ hội được học nghề và kỹ năng sống. Và trong những cái chương trình này rất là đặc biệt, tại vì là chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp phần phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, tại vì là có thể là các bạn đã tham dự một số những cái chương trình dạy nghề rồi đúng không ạ? Không hề có phần phiên dịch ở trong chương trình, vậy làm sao các bạn có thể học được những kỹ năng này? Bởi vậy chương trình dự án được thiết kế rất là đặc biệt và hỗ trợ những phần phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu để làm sao bạn có thể tiếp thu được kiến thức một cách hoàn chỉnh nhất. Và hy vọng là chúng ta, những người ở đây là những cái hạt nhân trong chương trình này, để sau này khi mà các bạn ra một cái cộng đồng rộng lớn hoặc là các bạn có những cái người quen thì hãy chia sẻ về những cái lợi ích của chương trình này đối với cả người điếc. Chúng ta hãy có ước mơ, chúng ta hãy suy nghĩ về con đường tương lai của chúng ta và những cái bước để chúng ta có thể đạt được ước mơ này. Tôi xin hỏi ở đây là các bạn có những ước mơ gì ạ? Các bạn đang trăn trở những ước mơ gì? Chúng ta hãy so sánh nhé, có một cái hình ảnh, ví dụ như là một bông hoa. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn, sự lựa chọn ở trong cuộc sống đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn hình ảnh một bông hoa nhé. Chúng ta có rất nhiều bông hoa ở trong một cái vườn hoa, ví dụ hoa cúc này, hoa hồng này, rất nhiều loại hoa. Vậy thì trong muôn vàn loại hoa đó thì bạn chọn hoa gì? Bạn chọn hoa cúc vàng đúng không ạ? Bạn chọn hoa gì? Hoa hồng đỏ đúng không ạ? Đó chính là một cái hình ảnh khi mà chúng ta có rất nhiều cái sự lựa chọn ở trong cuộc sống. Chúng ta hãy chọn lấy một cái niềm đam mê, một cái niềm mơ ước và chúng ta hãy xác định con đường để đi đến niềm đam mê đó. Tôi hy vọng là sau này các bạn ở đây sẽ có những cái câu chuyện thành công và tôi hy vọng là trong một thời gian sắp tới khi mà các bạn đạt được những thành công nhất định thì tôi có thể nghe được những cái câu chuyện làm sao các bạn đạt được đến thành công đó. Và chúng ta hãy cố gắng mạnh mẽ lên ạ và đạt được thành công của mình, đạt được ước mơ của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, với 11 ngành nghề đào tạo tại 6 trung tâm